Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Gia Vũ. Thì trong thời gian qua em nhận được rất nhiều những cái cuộc gọi điện hỏi em về cái giá cả bản thờ An Giang em đăng lên trên mạng. Và khi em báo giá xong thì một số bảo là sao nó đắt như vậy. Đấy, thì tiện ngày hôm nay đây em đang xẻ gỗ thì em sẽ lý giải vì sao mà hàng ở cơ sở Đồ Cổ Gia Vũ bên em bán giá nó hợp lý chứ không phải là đắt. Nếu mà bác nào biết mua, ấy am hiểu về gỗ và biết nhìn nhận một cái sản phẩm đúng ấy, thì các bác sẽ thấy được đây là một cái giá cả hợp lý chứ không phải là hàng đắt các bác nhá. Thì ở đây là cái quy trình mà em đang chốt một cái chân đấy, một đôi chân của một cái sản phẩm án gian thờ chân 14 đấy, và một cặp chân 16, một chân 18 cho một bác khách đấy. Thì ngay ngày hôm qua khi em đăng tải cái video này lên trong nhóm của Đồ Cổ Gia Vũ thì có một bác khách ở ngoài Quảng Ninh đã chốt luôn một bộ bàn thờ án gian chân 14. Thì tại sao vì sao mà nó lại đắt và vì sao ngoài cơ sở người ta bán rẻ, thì đây là một trong những cái quy trình này các bác này. Các bác vừa nhìn thấy em vừa chốt ở cái phần rác, phần bỏ đi của một cái phần án gian thờ đấy, một phần chân của án gian thờ. Như các bác thấy đây là một cái chân án gian thờ, đây các bác nhìn thấy phần me bên ngoài này, phía bên ngoài là vẫn còn một chút rác, các bác thấy không ạ? Đấy, nhưng mà cái chút rác này thì không thể mà lựa chọn cho cái phần chân được nên là phải gọt nó đi, bào đi. Và các bác ở đây em đang xẻ một cái tấm gỗ nó khá là nhỏ để cho hết cái phần rác. Và cái độ dài của cái tấm gỗ này nó dài hơn 1 mét. Và cái phần này thì sẽ được xẻ dày 5 phân và lựa lọc để làm những cái phần nó nhỏ hơn như phần vai hoặc là những cái phần khuôn của chiếc mặt bàn thờ đấy. Và cái phần bên dưới là gỗ nạc lành sạch, đặc biệt là gỗ nàng hai đấy, thì sẽ được làm phần chân để đảm bảo các yếu tố là không rác, không ruột, không dập, không nứt. Các bác nhìn thấy xem đây, nếu ví dụ đây là một cái án gian thờ chân 14, chân 16 đấy, thì các bác thấy làm sao lành sạch 6 mặt và gỗ không bị dính rác và không dính tim đấy. Các bác nhìn có thể nhìn thấy đây, mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải cực kỳ lành sạch và đẹp. Đấy là cái tiêu chuẩn nhà em. Để làm hàng cho các bác thì phải mua một cái cục gỗ blue về, đặc biệt với những cái hàng án gian thờ chân 16, chân 18 đấy, chân 20 mà không ôm tim thì cực kỳ là phê. Phê ở đây là cái cách lựa lọc và tìm gỗ các bạn. Ở trên thị trường với những cái hàng chân 14 đổ xuống thì có rất nhiều, tại vì những cái hàng đó là những cái hàng gỗ phách đấy, người ta nhập khẩu về và cái độ dày của cái hàng gỗ phách đó thì nó luôn luôn lúc nào cũng từ 15, 14 đổ xuống là hàng đậu đấy. Nên là hàng án gian chân 12, chân 10, chân 14 thì cực kỳ là dễ kiếm. Nhưng mà với những hàng chân 16, chân 18, chân 20 đấy, không tim các bác nhá, không tim đấy là nó không bị ôm ruột các bác nhá, không bị ôm ruột thì cực kỳ là khó kiếm các bạn đấy. Thì cũng như vậy với những cái hàng ở trên thị trường, vì sao người ta bán rẻ như vậy, thì người ta có bán rẻ như vậy cho các bác bởi một số những yếu tố như là cái thằng gỗ ôm tim đấy, chân gỗ 16 ôm tim thì giá nó khác. Đấy, chân gỗ 20 ôm tim thì giá nó khác và chân gỗ 14 ôm tim giá nó khác. Đấy, nó ôm tim như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng về cái chất lượng của gỗ về sau này cực kỳ là nhiều. Đấy là cái phần chân ôm tim. Với những cái phần như là gỗ bị dính rác, dính ruột, dính bìa thì cực kỳ là khác. Đấy, ví dụ các bác có thể nhìn đây, đây là một cặp chân 18 đấy nhá, cặp chân 18 cực kỳ là khủng. Và các bác hình dung ấy, là để mà lựa lọc và xẻ được một bộ chân là 4 cái chân 18 thì phải đòi hỏi cực kỳ là nhiều gỗ đấy, phải mua cái cục gỗ blue to như này để về để bọn em xẻ và chốt ra. Và các bác hình dung này, cái cục này khá là to và chỉ xẻ để làm chân 18 thì phải đòi hỏi cái lượng gỗ bỏ đi khá là nhiều và phải lựa gỗ, lọc gỗ. Và cái rủi ro để mua một cục gỗ blue xẻ ra nó có thành công hay không ấy, thì cực kỳ là nhiều cái góc nhìn đấy. Như hôm trước em vừa xẻ một cục blue của thằng gỗ có đỏ Pachiza thì coi như cục đấy là chỉ làm được những cái phần chỉ ấy, những cái thanh nhỏ, và mua cái cục gỗ cả vài chục triệu chỉ về làm những cái thanh nhỏ đấy thì quá là lỗ đúng không các bác đấy. Nên là để mà lựa lọc và chọn ra được những cái sản phẩm gỗ hàng cao cấp thì nó cực kỳ khắc nghiệt và khó kiếm. Còn những cái hàng phổ thông bình thường các bác nhìn thấy ở trên bình thường, ở trên thị trường này, thì nó là hàng ôm tim ấy hoặc là hàng bị dập nứt thì chắc chắn rồi giá cả nó sẽ rẻ hơn rất nhiều đấy. Thì ở đây là cái câu lý giải của em cho một số các bác hiểu hơn về cái sản phẩm của bên em làm, về cái quy trình tuyển chọn gỗ ấy, đặc biệt là cái hàng lành sạch ôm tim hay không ôm tim thì các bác phải nhớ kỹ ấy. Còn bên em là lành sạch, không ôm tim, không nứt, không rác
đảm bảo đúng cái chất lượng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Để các bác có thể hiểu hơn và rõ hơn các bác nhau. Và cảm ơn các bác đã xem hết video này. Và bác nào có những ý kiến hay những cái câu hỏi nào thì có thể để lại cái phần ở dưới comment để em sẽ trả lời những cái thắc mắc đó cho các bác một cách dễ hiểu nhất, để trong cái dịp Tết đến này các bác mua được những cái sản phẩm chất lượng nhất các bác nhau.